Do Hà Quang Thẩm Vĩnh Phúc giành huy chương bạc hạng 65 kg. Sự đẳng cấp của đô Phạm Văn Có không hổ danh là đô đã 3 kỳ liên tiếp vô địch đại hội thể thao toàn quốc hạng cân 60 kg. Chung kết hạng 70 kg mời hai đô Đỗ Hữu Tuấn, đơn vị chủ nhà thị xã Sơn Tây, Tạ Văn Hùng, Linh Bình, Văn Lễ. Nghệ An, Tô Minh Hậu, đơn vị Bắc Giang, Phố Xanh. Mời hai đô đoàn cả. Ban tổ chức xin giới thiệu trận chung kết hạng 80 kg giữa hai đô Phan Tuấn Anh, đơn vị Nghệ An, Phố Đỏ. Ngô Thành Tân, đơn vị Vĩnh Phúc, Phố Xanh. Mời hai đô vào cả. Ban tổ chức xin giới thiệu trận chung kết hạng 90 kg. Hai đô bắt tay nhau, hai đô nghe hiệu lệnh trọng tài chống làm thủ tục xếp hàng. Ban tổ chức xin giới thiệu chung kết hạng trên 90 kg giữa hai ông đại đô Nguyễn Tiến Cử, đơn vị Vĩnh Phúc, Phố Đỏ. Mạc Quang Huy, đơn vị Bắc Giang, Phố Xanh. Mời hai đô vào thẳng.